mẹ chúng mày lấy nhanh thế. Đi mẹ tao ấn nhầm vào con nào ấy. Đi mẹ ra con Elite óc trò. Bực thế. Căn bản lúc mấy bọn nó. Tai nghe còn hết pin nữa chứ. Con nào cũng đép được thôi. Chứ nó thiết kế để nó thiết kế để mà không đép được thì cơ mà chết à? Quái đang định lấy con Z để chơi assassin đấy. Hóa hình sư không hay lắm. Bánh lúc đầu hơi khó đánh một chút. Nếu mà vào thế đẹp mà tôi sẽ đánh hóa hình sư đấy, nhưng mà chưa chưa phải bây giờ. Đánh hóa hình sư là phải đánh con rồng, con Savanna này, con na cũng là hóa hình sư, và thêm con Elite, con Nidalee này nữa đấy. Đéo có đồ này, khó đánh phết đấy. Bỏ mất một con Vayne. Không. Bán này không có đồ. Chưa chắc ta đợi đánh Vayne. Ta đang định bán Vayne. Ta bắt Garen này này. Căn bản là ván này đánh bên thì phải xác định có độ tốc độ đánh cơ, nhưng mà nhìn này trông chán không. Round này hy vọng ra ba đồ thì đẹp, chứ không có đồ thì khó đánh, đánh cái gì cũng thua à. Ui giời. Đấy thấy không? Nhiều khi nó cũng chỉ là đậu đỏ thôi, em hiểu không? Có nghĩ thật. Ai là Zerari? Chỉ có con chim mình cù được nhìn ngu vậy đấy. Đánh đúng người vào sân nào. Thì con này có một ít máu thì đéo giết ra đi. Thì lại bán máu đi chợ vậy. Nào để xem có ông nào manh nha đánh. Chắc là sang stage 3 mới bắt đầu xem là thằng nào đánh cái gì bắt đầu. Mới phải phòng chống chúng nó. Tristana. Tristana không có đồ thì nó cũng phế như con chó ấy mà. Nếu như bạn đã có Garen 2 rồi thì nên ghép bộ Noble Goblin, nên ghép ba con Goblin từ đầu, ba con Noble từ đầu thì nó sẽ khỏe.
Biết rồi. Đây nó kiểu như thế này. Chó ngoài. Này, chân con này để búp này. Hơi tiếc là nó không búp vào con Garen mà lại búp vào con này. Con này có giáp nhưng mà cấp 1 nó không có đồ, nó cũng yếu quá. Rồi cho em đi chợ trước vậy. Ôi, đi chợ thôi. Tầm này đi chợ thôi. Về mình ghép được cái gì ấy nhỉ? Về mình ghép được cái cuồng đao. Ghép được cái cuồng đao cũng không tệ lắm. Đây, trận này tôi sẽ đánh hóa hình sư. Trận này tôi sẽ cố gắng đánh hóa hình sư. Cấp 1 nó có đồ vẫn mạnh mà. Hóa hình sư xong rồi ghép bộ mẹ hoang dã được. Đây này, Garen được búp này. Garen được búp này, khỏe như con chó luôn. Cuối cùng thì cũng chết. Có lưu dinh trích. Có. Thắng thua liên tục, vậy thắng thua liên tục. Đấy, bây giờ lại thành thắng cái này. Con Vayne 2 không đồ, còn không bằng con Vayne 1 có đồ. Thật. Đấy, con Garen được búp này, khỏe không? Anh em nhìn đội tôi gái khỏe kinh khủng luôn. Nó tanh từ nãy giờ bao nhiêu lâu rồi đấy. Thấy không? Đọt re hết, né hết. Bắn càng ngày càng nhanh. Nhanh, càng ngày càng nhanh mà. Ba tiền. Bán mẹ con này đi. Hai con này được 2 tiền. Thắng cái này không được tiền. Giống như bên kia thắng cái này không được tiền. Chắc cả bán con Lulu đi nhở. Hai con Lulu để bắt là hơi sớm. Bắt hơi sớm. Tôi định đánh bộ Y cộng với cả bộ Shifter này. Shifter cộng với cả một con rồng. Là vừa được rồng luôn,
Vừa được biến hình sư mà lại vừa được bộ hoang dã. Quá đần. Đây, có đồ này. Đừng có đùa. Con này chiêu của nó là cái gì nhỉ? Búp máu à? À, hưu hưu máu chất đồng minh rồng. Quẹt 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 quẹt. Trải nghiệm cơm tấm đợt này tôi đang nhìn thì cơm tấm mà tôi thấy sợ rồi vì tôi bị ngấy quá. Tôi đã ghi bình luận rất rõ ràng rồi, anh em đừng có cố tình giả vờ hỏi linh tinh nhá. Vì cái ông hay hỏi linh tinh mà tôi đã phải ghi bình luận to đùng ở đấy rồi vẫn còn hỏi. Garen bị làm sao này? Đấy, bug game ở đây chứ đâu. Thì mẹ đứng im từ đầu đến cuối trái làm gì? Tự dưng ông AFK. Được cái ông Nidalee này vứt full đồ này, kinh vãi lìn. Giáp máu. Ghê vãi cả đái. Tôi thua là vì con chó Garen AFK đấy. Nhiều khi đéo giải thích được mọi thứ nó diễn ra là như thế nào nữa. Quả đây có ai chả biết là hết vị trí đứng thì nó AFK, nhưng quả đây nó đâu có hết vị trí đứng đâu. Xung quanh rộng như thế, đi đường nào cũng đi được. Tự dưng ông lăn đùng ra mà ông AFK thì điên rồ thế. Thằng này đánh cái gì đây? Mình như mình gặp nó luôn đây này. À không phải, mình gặp thằng Navu. Biến hình. Sắp đi chợ rồi, bắt đầu bán máu rồi, được đi chợ. Đẹp nhất là thua thêm phát nữa rồi đi chợ trước này. Lấy quá đi chứ. Bán con Lulu thì hơi tiếc. Lại vứt đồ cho rồng nó gánh thôi. Kiếm BF. Về cơ bản là ván này muốn bắt kiếm BF. Đây. Không lấy sẻng. Tầm này không lấy sẻng. Mất kiếm BF này. Đấy, biết ngay mất. Chó chết. Không, không lấy sẻng, ván này không lấy sẻng. Rồng này tí nữa bắt dễ. Tầm này chưa đủ slot để vứt rồng này vào lấy đồ để cho con kia nó dùng trước á. Ức nhè.
thêm mana cho nhanh. Với lại nó cái cung đao này trong trong này nó có cái spell dam này. Cộng 20 dam spell này. Nó top 1 đấy, thằng này top 1 đấy, nó rất là nhiều cộng 2 đấy. Dòng của mình thì chưa ghép được với bộ nào, còn nên là hơi yếu, nên là cứ từ từ. Bình tĩnh. Một hóa hình sư. Bây giờ kiếm được thêm con Na và kiếm được thêm con Savanna nữa thì mình đánh được 3 hóa hình sư. 4 quay thì sợ tầm này hơi sớm. 4 quay. Thì bán bớt mấy con này đi. Nếu chơi đến. Ừ, quay giống chôn. Hả? À, con Na. Ba con rồi đúng không? Con Na nữa. Nhiều cộng 1 quá. Con này phải roll. Bán máu thế đủ rồi đấy. 40 máu là cái ngưỡng ngoại nguy hiểm rồi đấy. Đây, Na. Cái gì? Được chưa? Đẹp chưa? Long lanh chưa? Nhưng mà mỗi tội là yếu thì là vì ấy quá. Vì nó bị không thắng chưa thắng được, thua ít thôi, bây giờ vẫn đang hy vọng mà thua ít, bắt đầu turn tiếp theo bắt đầu roll. Cái gì à, rồng. Bây giờ thì ra kêu những cái ván cần thì éo ra. Na bứt lên trước này thì hơi căng, tầm này chưa có đồ cho ra sau đứng. Tầm chất lượng quá. Ui, xe rua lợn này, nhưng mà team này không đánh xe rua lợn. Tôi có livestream bạn ơi, cảm ơn bạn Lực Đẩy Nì đã tặng sao nhá. Khỏe chưa? Bắt đầu đi vắt nạt được mấy thằng trẻ con rồi đấy. Bắt đầu vắt hết tiền rồi. Thôi bây giờ lại phải để tiền này. Bán Morgana đây, không dùng đến thật. Bán nốt.
ghép bộ này khít nhờ. Nhưng mà để xem có thằng nào đánh sóc Shred không nào. Ván này vẫn lại không có ông nào đánh sóc Shred thì mình build bộ này đâm lại hố. Đây mana chậm quá. Con này vẫn phải có một cái người ta gọi là cái ngọn giáo Sojin thì nó mới khỏe được. Phải có ngọn giáo Sojin. Nếu có rồng giáp này, giáp phản này. À đấy, rồng bên này. Dễ cái gì, tao đi đầu mà. Cái gì mà dễ với không dễ. Nhưng mà ghét cái là con rồng này nó cầm cái này. Tự dưng nó bị vướng mẹ một cái đồ kháng phép. Tự dưng nó đang được immune kháng phép, tự dưng lại cầm một cái đồ kháng phép và phí phạm thật. Mà cái đồ này ghép không ra cái gì hay cả. Thôi kệ, có rồng hai rồng mà thì đã tính sau. Đấy, có rồng hai dùng cho nó củ chắc. Rồi, tận mày để tiền. Để tiền lên cấp sau xong bắt đầu up na 2. Up na 2 xong vứt con gì vào bây giờ nhỉ? Bây giờ mắc binh nhất là vứt con gì vào bây giờ nhỉ? Tôi ghét là ghét con rồng nó có cái này này. Khi mà rồng nhá. Đi bộ hai bộ rồng này nó đã được immune magic rồi. Ông cầm cái mảnh kháng phép phải làm gì? Đúng không? Ông bất tử đáp phép rồi ông còn cầm cái mảnh kháng phép và nó kiểu gây buồn cười ra, nó phí. Ủa 9.000 đam này. Thấy không? Thế na kinh chưa? Chào bạn Delka. Áp cuồng cung, nó rồng áp cuồng cung nó buồn cười kiểu gì. Nó bị phí cái thìa ấy. Lắp mẹ huyết kiếm còn hơn, thật, tôi lắp cho huyết kiếm còn hơn. Nghe thì hơi buồn cười nhưng mẹ rồng cầm huyết kiếm thì nhưng ít ra nó còn hơn là cái cuồng cung. Ơi. Đi đi làm sao? À ừ, quên 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 quên. Mày không nhắc là tao cũng quên đấy. Bây giờ mà có cái giọt nước mắt vứt cho con này lên tim băng cho nó lên lên trên trên đầu luôn. Đấy, bị lốc một con lợi không? Vừa vào lốc một con. Là cái đồ này. Là cái đồ này. Cái phong kiếm này vào, phong tân kiếm này vào bị lốc một con lên. Bộ này đẹp quá. Bộ này build một phát được cả ba ba bộ lớn luôn. Hóa hình sư này, hoang dã cùng với tộc rồng đẹp quá. Chắc đồ thì không thiếu. Ken nen ken niếc này. Xem mà vứt con gì vào thì hợp lý. Không thì brawler cũng được này. Brawler thì vứt con cho gát vào vừa có CC mà vừa tăng cả máu cho nó và con chó này này. Đánh cái bộ gì nhỉ? Đấy cũng đánh rồng cái này thấy không? Thì đẹp với các bố trẻ bây giờ hở ra là rồng. Ở đây 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 có team băng, có chút gọi là team băng. Đấy, có team băng mà vứt nó lên trên. Thoải mái. Vứt con nào vào mới là vấn đề đây. Ấy, sao không vứt được vào? Giật mình 7 trên 8 lại không vứt được vào. Game game hack à? Có lốc mày không để ý thôi.
ngon ngon nha. Tristana. Sezu à? Sezu thì nó cũng không vào đâu cả. Đây con này này, vứt con này vào này. Đấy, được bộ Brawler này, vứt hẳn lên trên luôn. Đéo thì phải xoắn. Na này, thấy chưa? Xịn sò chưa? Không, Vega cũng không lên được đâu. Vega để đấy thôi cho nó đẹp đội hình thôi chứ cũng không lên được đâu. Con rồng này khỏe lắm luôn này, biến biến to này là khỏe lắm luôn này. Sở quên thì nó không vào bộ nào trong này cả, nó không không liên quan đến bộ nào bên này hết. Nó cũng là biến hình sư đấy, nó cũng là biến hình sư đấy. Na na lên rồi. Lấy đấng về nghịch à? Thôi bỏ đi. Midfoten. Mãi không có con Ahri rồi, lên Ahri 2 nhìn nó đỡ ngứa mắt. Tôi quên đấy, tôi quên mới không lấy con Swain đấy. Thực ra bây giờ cũng vào bộ đẹp rồi, chả cần phải bỏ con nào đi cả. Mà bây giờ lấy con Swain thì bỏ con nào đi đúng không? Đủ ba hóa hình sư thì thôi chứ. Đủ rồi thì thôi, con Nidalee thì không bỏ được vì nó ở trong bộ Y. Xét cho cùng thì lấy con Swain chả để làm gì. Thật, thật tình luôn. Kiếm BF. Không, Ahri đâu? Không, ta đang muốn lấy cái kiếm BF. Để ta về ta lắp đồ cho rồng, ta lấy huyết kiếm cho rồng. Bị lấy mất rồi. Thôi chắc lấy Ahri. Ahri. Lắp không khoái lắm. Nên áp cấp nhỉ, thôi. Rôn này con Nidalee 3 đi. Đây. Lúc nãy thì đéo ra, bây giờ thì kêu nhiều thế. Sắp đến tân quái này, từ từ giữ để xem nó ra đồ gì. Rồng chết mẹ mày đi. Ui thằng này hai kháng phép liền này. Thằng này lắp đồ ngu thế. Này. Đây này. Đi mẹ ông đợi immun phép ông lắp thêm 85 nhân 2 là 100 mấy cái đồ kháng phép liền. Ừ, đây này, hai con nhổ nhau có mất máu đâu, chỉ có ném tay này. Đấy, thấy không? Ui thằng này lắp đồ phí thế. Nó mất 4 cái áo choàng bạc vào đấy rồi đấy. Mẹ bố thằng điên. Vega 2 đây còn gì nữa. Thực ra thì nó là một con có cái chiêu nó cũng khỏe. Chứ còn mạnh hơn hay không thì cũng không dám chắc lắm. Vứt con này ra ngoài hơi hơi căng. Tí nữa phải cho con rồng ra chưa. Kinh quá nhờ đấng. Đấng này cũng kinh quá nhờ. Thôi xong. Thôi xong. Đam chính của nó là con Kata. Nhưng mà Kata là đam spell quanh con này đéo mất một giọt máu đâu cả. Chật 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 chật. Con chó một yếu lắm. Đây này lại chó một đây này yếu lắm. Không vô được đâu. Chó một hơi yếu là tôi đang hơi phân vân một chút xíu. Chó 2 thì ngon nhưng mà chó 1 thì hơi căng. Ờ Vega này.
quên những cái mảng ngồi nói chuyện là quên đấy. Carthus thì nó có bộ Phantom mà. Kiếm con Phantom nhưng mà phải thiếu slot. Con Phantom dễ kiếm nhất là con một đồng ấy, Mordekaiser. Phantom vẫn khỏe. Biến hình đi, đúng rồi. Vẫn đéo giết được thằng này, chó chói đâu, lao vào ngoại mà đi. Đấy, CC vào thì mới chơi được chứ. Để tiền lên cấp nữa không nhỉ anh em? Bán con này đi, bởi vì cái thằng đang đứng đầu là thằng đánh đam phép. Thằng đứng đầu đánh đam phép. Thế nên là mình cũng không cần thêm đam phép nữa, mình sẽ lấy một con có đam vật lý, mình sẽ lấy một con có đam vật lý. Thôi roll tầm này roll nó chắc rồi. Giờ con ra rồng. Thôi bỏ không lên chỉ nữa. Bây giờ đối thủ chính của mình là chỉ là thằng này thôi, không cần. Lên 9 giờ không biết con nào vào cả. Bây giờ cho mấy con này lên 3 hết thì khỏe hơn. Đấy, nó thua mình mà. Cái đội này của nó kém hơn đội mình mà. Mình nó hoàn hảo hơn. Nidalee, Vega, nhắc tao nhá, tao ở ngoài tao hay quên lắm ấy. Vega đây rồi, Vega 3 rồi. Nidalee. Đó, Nidalee 3. Cho gát nữa. Đấy, cho gạt. Thắng rồi. Nidalee 3, à Nidalee 3 với cả Vega là khỏe lắm rồi. Bộ mình counter được bộ thằng kia. Bộ mình counter được bởi vì mình kháng phép nhiều lắm. Mình còn thiếu con gì nhỉ? Cho gạt, một con cho gạt nữa thì lên. Không có cho gác thì thôi, thì bắt cái khác. Sói có cái gì? Thôi không cần. Đéo cần lấy đồ luôn, lấy được cái gì thì lấy. Đây con này được cái đồ kháng phép. Đây vứt nốt vào đây cho xong. Silent cũng ngon. Nơi kiếm cho gác là hết chuyện này. Ôi mất con chó rồi, mất một con chó rồi. Đây đây xong rồi. End game. End game. Win rồi. Không lên kịp Warwick 3 đâu. Bây giờ mình có Warwick 2 với 2 con này không lên kịp đâu. End game. Thấy không? Đang phép qua lại, chả có tác dụng đéo gì cả.